Người quốc gia cửa Việt và Hội ở Việt Nam là cửa trong Hội ở Việt Bắc để đi Đa Nang. Thì tôi gửi sách ra sao ở Đa Nang Sài Gòn là đưa gửi sách về từ Nam Mỹ. Rất là đại diện các lực lượng Tàu, 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 Trường Gia. Người quốc gia cửa Việt và Hội ở Việt Nam là cửa trong Hội ở Việt Bắc để đi Đa Nang. Vòng cổ ốc nhất để ra nhà. Bởi vì các con lấy đi Đà Nẵng đi Sài Gòn bằng tàu SE vào ở sân ga. Tuyến khách có nhu cầu xuống nhà vệ sinh dưới khu vực sân ga. Tàu đang dừng ở ga Đà Nẵng, yêu cầu các đồng chí nhân viên khóa các cửa buồng vệ sinh lên.